Các bạn thân mến, chiếc vợt đuôi mũi thì hình như là ít có anh em nào cũng chú ý tới. Thành thử ra cũng không có đưa đánh giá. Thứ nhất là sản phẩm nó đã quá quen thuộc với người tiêu dùng, có nghĩa là nó đã thuộc về xếp vào hàng là không còn hot nữa. Thì hầu như những anh em YouTube là cũng ít có bao giờ chú ý tới. Thì hôm nay là mình thử mình làm một cái video này để mà đánh giá sản phẩm này. Thì đây là một sản phẩm mang thương hiệu của người Việt Nam và do người Việt Nam chúng ta sản xuất. Thì cái vợt mũi này là nó có tên là, nó là do sản phẩm của một công ty Việt Nam mang tên là Yến Quân sản xuất, từ cái công nghệ mà của hãng Rode. Nhưng mà ở trên cái mác này á thì người ta lại là đưa vào đây là một cái mác in China. Thì mình nghĩ là có thể đây nó là một cái hàng nhập khẩu từ China về, nhưng mà không sao, thì nó mang tên thương hiệu vậy là được rồi. Có hãng Rode này là chắc của China này, chứ không phải của Việt Nam rồi. Mình đã bị sai lầm, xin lỗi các bạn. Nó đã mang mắt in China. Thì cái vợt này là nó sản xuất năm 2016. Thì nó vừa sản xuất là mình mua rồi. Nó vừa sản xuất về Việt Nam thì nó xuất ra thị trường vào khoảng tháng 1. Có thể là cái này là do là người Việt Nam lắp ráp. Thì cái đồ vợt mũi này là nó, thứ nhất là từ cái mẫu mã là các bạn thấy nó làm rất là chắc chắn nè, chắc chắn và chất lượng nè, mẫu mã màu sắc nó rất là đẹp. Đó. Ở đây là nó có một cái công tắc là để chuyển đổi cái chế độ, ví dụ như ở giữa là tắt, còn nếu mà bật lên á thì là đèn pin, mà bật xuống á thì để chúng ta bóp, chúng ta diệt mũi. Ở trên này là các cái hàng chữ chìm đều ghi hết, đều ghi chữ chìm. Phía sau này là nó có một cái quai đeo, cái quai để treo lên tường. Và đây là cái mà để mình đưa ra để mình sạc điện. Đó. Đó, nó là vậy. Thì mình là cái dân công trường thôi, chứ thành ra sống quanh năm ở công trường. Nhà cửa thì đi thuê của người ta, là ở là nó có nhiều căn là công ty nó thuê. Có nhiều căn là mũi mồng rồi rất là nhiều, thành ra là phải sử dụng tới các sản phẩm này. Thì mình xài này từ hôm tháng 1 2016 tới đây, thì tới bây giờ thì cũng được gần 8 tháng rồi. Thì mình thấy là trong các cái loại mình mua thì mình thấy cái thằng này là cái hàng này nó chất lượng, đúng là nó chất lượng thật, mà cái độ bền đồ của nó thấy rất là tốt. Có khi nhiều khi cúp điện á, điện thì mình bật đèn lên, mình xài cả đêm cũng không sao hết, không hư. Bây giờ mình sẽ dùng một cái cây tăm để mình thử cho các bạn xem cái độ phóng điện của nó cỡ nào nha.
À, các bạn thấy không? Rất là chất lượng. Phải nói là xài hơn 6 tháng rồi nhưng mà rất là bền như vậy là quá ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào các bạn.